Xin chào quý vị và các bạn. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang ở trong những ngày đông đẹp trời khi mà nắng vàng tỏa khắp không gian. Ở vùng cao Tây Bắc thì nắng đã thúc cho những bông hoa mận, hoa đào nở sắp để đón xuân. Trên những vườn đào, vườn quất thì người dân cũng đang tích cực chăm sóc để cây ra hoa, đậu quả đúng dịp xuân về. Trái lại thì tại các tỉnh vùng cao như là tại Sapa hay là tại Y Tý của Lào Cai cũng như là Lũng Cú, Hà Giang thì do trời quang mây, hiện tượng phát xạ nhiệt về đêm diễn ra mạnh mẽ nên là tình trạng băng giá tại đây lại tái diễn và phải sau 9 giờ thì nắng lên thì lúc đấy băng mới tan đi. Dạng thời tiết ngày nắng hanh đêm rét buốt sẽ còn tiếp diễn do khối không khí lạnh lục địa cùng với trường gió Tây Bắc khô trên cao chi phối thời tiết của các tỉnh miền Bắc. Đêm nay và sáng ngày mai thì nhiệt độ duy trì ở ngưỡng thấp và dao động ở mức là từ 7 cho đến 10 độ. Tại khu vực Trung Du Đồng Bằng, trong đó bao gồm có cả thủ đô Hà Nội, và từ 4 cho đến 6 độ đối với các tỉnh ở vùng núi và một vài nơi thuộc vùng núi cao như là Sìn Hồ, Lai Châu, tại Sapa của Lào Cai, tại Đồng Văn của Hà Giang cũng như là tại Mẫu Sơn của Lạng Sơn thì còn hạ xuống ở ngưỡng là 1 độ. Ngày mai, nắng lên sớm, bầu không khí được sưởi ấm dần nên là đến trưa chiều thì sẽ ấm áp hơn. Mức nhiệt được dự báo là sẽ ở trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Ở phía Tây Bắc thì có thể sẽ còn cao hơn từ 1 đến 2 độ. Tuy nhiên, có một điều cần phải lưu ý đó là cảm giác ấm áp sẽ tăng lên khi mà ở ngoài nắng. Còn nếu như quý vị và các bạn đi vào trong bóng râm thì cảm giác vẫn khá là rét. Do vậy, để có thể giữ ấm cho cơ thể khi mà lưu thông trên đường thì những chiếc áo khoác hay là khăn ấm là rất cần thiết. Không khí lạnh hoạt động ổn định cùng với đới gió đông bắc suy yếu cũng khiến cho miền Trung giảm mưa đi rõ rệt. Đêm nay và ngày mai thì có chăng trời cũng chỉ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi tại các tỉnh như là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Các tỉnh thành còn lại thì hầu hết là không mưa. Nên nhiệt độ có sự phân hóa và tăng dần từ Bắc vào Nam. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, trời sẽ là khô hanh và rét buốt vào đêm và sáng, ấm áp hơn trong khoảng trưa chiều với nhiệt độ tương đương với các tỉnh Bắc Bộ. Còn từ Quảng Bình cho đến Huế thì trời vẫn còn rét và ẩm. Trong khi đó, tại Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định, Phú Yên thì trời sẽ lạnh. Phần còn lại bao gồm có các tỉnh đó là Bình Định và Bình Thuận thì trời mát mẻ với nền nhiệt độ vừa phải và ở mức là 27 cho đến 30 độ. Không khí lạnh đợt này cũng khuếch tán xuống cả phía Nam và khiến cho vùng cao Tây Nguyên trở rét cũng như là ở khu vực miền Đông Nam Bộ thì trở lạnh về đêm và sáng. Đơn cử như là tại thành phố Pleiku thì đêm nay cũng như là ngày mai thì trời sẽ rét sâu khi mà nhiệt độ chỉ từ 11 cho đến mức là 13 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì người dân cũng có cảm giác là se se lạnh khi mà nhiệt độ nửa đêm về sáng chỉ ở khoảng là 21 cho đến 23 độ. Nhưng ban ngày sau 7 giờ sáng là nắng đã bắt đầu lên và càng về trưa thì nhiệt độ sẽ càng tăng cao, đẩy tan hoàn toàn bầu không khí se lạnh buổi sáng. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ phổ biến ở trong khoảng là 25 đến 28 độ và mức nhiệt sẽ là từ 30 đến 32 độ tại Nam Bộ. Thưa quý vị, trên Biển Đông thì thời tiết tạnh giáo diễn ra ở các vùng biển phía Bắc, nhưng mà gió tại đây thì vẫn duy trì ở mức là cấp 6 gây ra tình trạng biển động. Trong khi đó thì vùng được cảnh báo gió mạnh vẫn là ở phần phía Nam của vùng biển từ Bình Định cho đến Bình Thuận cũng như là hầu khắp vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Ngoài ra thì mưa dông được dự báo là tiếp tục xảy ra tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm có phần phía Đông Nam của quần đảo Trường Sa. Nên là tàu thuyền tiếp tục cảnh giác với gió giật mạnh trên cấp 6 và tầm nhìn sẽ bị giảm thấp trong mưa dông. Xin được nhắc lại là đêm nay thì vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhiệt độ chỉ ở khoảng là 7 đến 10 độ, trong đó thủ đô Hà Nội có thể xuống ngưỡng là 8 độ. Bản tin thời tiết tối nay của chúng tôi cũng sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết nhiệt độ cho các tỉnh thành vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.